Anh em mình đi bắt tổ ong nè mọi người. Trong nha. À, đúng đúng rồi ạ. Thằng em nó nghi ngờ, nó thấy tổ ong trong này nè. Tổ ong rất là to nè mọi người. Đó. Tôi không vui nè. Đó. Đó. Đó, cái tổ ong đó. Để mọi người xem tổ ong này. Nó đặc biệt. À. Đưa 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 cái kim này. Kim kim kim. Không có thuốc hay không có thuốc. Bắt tổ ong đây là phải dùng khối thuốc chứ không là nó bay ra nơi chết. Do mùa này không có, mọi người nhìn xung quanh không có hoa gì hết, không có thức ăn nữa cho em nó ăn, nên có lẽ tổ đây nó ít mật này, khô ha. Đi giữa đồ dùng này sai tắt cái gì, tắt thuốc ấy cho đỡ là tắt thuốc ấy cho đỡ cháy luôn rồi. Đây mọi người đây xem tổ ong này mật nó không bao nhiêu hết, khô hết mà. Khô đi à.
làm thì lại để bỏ vô. Cũng có nồng cách nè, mấy cách có cách đây đây mình nồng ấy. Của em nó bay nè mọi người. Đó, em nó bay. Wow. Tô này rất ít mật ha. Không có mật. Do em nó không có hoa để nó hút đâu. Rất là ít mật. Lúc đầu mình thấy mình tưởng là rất là nhiều mật, nhưng thật ra không có mật. Coi này, ôi chù, em nó bay không?